Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Thủ lĩnh của Hezbollah nói rằng Do Thái đang cầu cứu phương Tây. Thủ lĩnh của Hezbollah là Sayed Hassan Nasrallah tuyên bố rằng Israel không còn mạnh mẽ như trước và hiện nay phải dựa vào sự bảo vệ từ các đồng minh phương Tây trước nguy cơ tấn công từ Iran và các nhóm vũ trang khác. Trong buổi lễ ở Beirut mới đây thì Nasrallah cho rằng danh tiếng của Do Thái đang suy giảm khi mà quốc gia này phải kêu gọi đến sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, Âu Châu và các quốc gia Ả Rập. Nasrallah nhấn mạnh, mặc dù Do Thái đã khai triển các hệ thống phòng thủ như là vòm sắt và David Sling, cùng với sự hỗ trợ từ mạng lưới vệ tinh của Mỹ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công phi đạn vào khu vực gần thành phố Acre. Ông cũng đề cập đến vụ tập kích bằng phi đạn máy bay không người lái của Hezbollah, cho thấy năng lực tấn công của nhóm này. Trước khi Nasrallah phát biểu, một phi cơ quân sự bay thấp qua Beirut tạo tiếng nổ vượt âm, được cho là để nhằm khiêu khích buổi lễ. Nasrallah cho biết đây là một hành động khiêu khích từ phía Do Thái và khẳng định rằng Hezbollah sẽ đáp trả. Ông cũng chỉ trích Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ Do Thái trong các cuộc xung đột khiến nhiều dân thường Palestine và Lebanon thiệt mạng. Nasrallah cho rằng vụ ám sát lãnh đạo Hamas và chỉ huy quân sự là Fuad Shuk là thành công ngắn hạn của Do Thái nhưng không phải là chiến thắng cuối cùng. Căng thẳng gia tăng ở tại vùng Trung Đông sau các vụ tấn công gần đây với Iran đe dọa là sẽ báo thù mạnh mẽ, thì Hoa Kỳ phải thúc đẩy hoạt động ngoại giao và chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất bằng cách là gửi tiêm kích F-22 và nhóm hàng không mẫu hạm đến khu vực để bảo vệ cho Do Thái. Oanh tạc cơ Mỹ bay 20.000 km không ngừng nghỉ. Hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ vừa thực hiện chuyến bay không ngừng nghỉ dài 20.000 km từ căn cứ Ellsworth của Mỹ đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và quay về, theo thông báo của không đoàn ném bom số 28. Chuyến bay kéo dài hơn 31 giờ nhằm thể hiện khả năng khai triển sức mạnh toàn cầu và phối hợp với các đồng minh và đối tác để tăng cường an ninh toàn cầu. Trong nhiệm vụ CONUS đến CONUS, hai chiếc B-1B Lancer đã phối hợp với không quân Nhật Bản khi 4 tiêm kích F-15 Eagle của Nhật tham gia hoạt động huấn luyện vào ngày 2 tháng 8 gần thành phố Yamaguchi. Các oanh tạc cơ cũng tiếp nhiên liệu trên không ở đảo Vancouver của Canada trong chiều đi và gần Alaska trong chiều về. Theo không đoàn 28, nhiệm vụ này không chỉ nhằm răn đe đối thủ mà còn bảo đảm an ninh cho các quốc gia đồng minh và đối tác, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng toàn cầu. Trung tá Robert Wazil, chỉ huy phi đoàn 34 nhấn mạnh, chuyến bay này chứng minh khả năng độc đáo của Mỹ trong việc đe dọa mục tiêu toàn cầu ngay lập tức. Chuyến bay của oanh tạc cơ Mỹ diễn ra sau khi Trung Quốc và Nga thực hiện tuần tra chung tầm xa vào ngày 24 tháng 7, khi các máy bay của hai quốc gia này xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Alaska thuộc Mỹ và Canada phải điều máy bay giám sát. B-1B Lancer là máy bay ném bom có tải trọng vũ khí thông thường lớn nhất trong biên chế không quân Mỹ, với khả năng mang khoảng 34 tấn bom và phi đạn, đạt vận tốc tối đa khoảng 1.481 km một giờ. Kể từ năm 1994, B-1B Lancer đã bị loại khỏi nhiệm vụ nguyên tử và được chuyển đổi hoàn toàn sang vũ khí thông thường theo hiệp ước New START. Đảng Move Forward, tức là đảng tiến bước của Thái Lan, bị yêu cầu giải thể bởi vì cải cách luật khí quân. Reuters đưa tin vào chiều ngày hôm qua, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra yêu cầu phải giải tán đảng tiến bước đối lập bởi vì chương trình yêu cầu cải cách Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan, tức là Điều Luật Chống lại khí quân. Đây là một hành động được xem như là thất bại lớn nhất đối với các đảng phái chính trị hàng đầu của Thái Lan kể từ khi đảng tiến bước chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái. Trước đó vào tháng 1, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết rằng đảng tiến bước vi phạm hiến pháp khi dự định sửa đổi luật liên quan đến tội khi quân. Đến ngày 12 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã ra thông qua quyết định yêu cầu tòa án phải giải tán đảng này. Tòa án Hiến pháp nhận định hoạt động của đảng tiến bước là nỗ lực ngầm để nhằm làm suy yếu quyền lực của Hoàng gia Thái Lan, là điều mà đảng này bác bỏ. Việc giải thể đảng tiến bước có thể làm dấy lên sự phản đối từ hàng triệu cử tri trẻ và những người ủng hộ chương trình nghị sự của đảng. Dù vậy, việc giải tán đảng tiến bước sẽ không ảnh hưởng lớn đến chính trường Thái Lan, bởi các nhà lập pháp của đảng vẫn giữ ghế ở tại Quốc hội và đảng có thể tái tổ chức dưới hình thức mới, tương tự như là khi Đảng Tương lai Tiến bộ bị giải thể vào năm 2020. Trong tuần tới, Tòa án Hiến pháp sẽ xem xét vụ kiện do 40 cựu thượng viện nghị sĩ bảo thủ đệ trình yêu cầu về bãi nhiệm Thủ tướng Sreta Tavisin vì đã bổ nhiệm một luật sư người đã từng ngồi tù vào nội các. Thủ tướng Tavisin đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định việc bổ nhiệm là công bằng. Trực thăng rơi ở Nepal, phi công và 4 người Trung Quốc thiệt mạng.
Ngày 7 tháng 8, một trực thăng của hãng Air Dynasty gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Kathmandu của Nepal. Hãng tin AFP dẫn nguồn từ cảnh sát Nepal cho biết không có ai sống sót trong vụ rơi. Chiếc trực thăng đang trên đường từ Kathmandu đến Siabrubesi, điểm khởi đầu của nhiều tuyến đi bộ nổi tiếng. Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết trực thăng mất liên lạc khoảng 3 phút sau khi cất cánh và rơi xuống khu rừng thuộc huyện Nukawat, phía bắc Kathmandu. Dan Bahadur Kaki, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Nepal, xác nhận toàn bộ 5 người trên máy bay, bao gồm phi công, đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 4 người Trung Quốc. Thi thể các nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường. Vụ rơi này là tai nạn hàng không mới nhất ở Nepal sau một vụ rơi máy bay ở Kathmandu cách đây 2 tuần, khiến 17 người thiệt mạng và chỉ có phi công sống sót. Hoạt động hàng không dân dụng tại Nepal đã gia tăng đáng kể nhờ vào lượng du khách và người leo núi quốc tế. Tuy nhiên, quốc gia này thường xuyên gặp phải tai nạn hàng không do công tác huấn luyện phi công kém, bảo trì máy bay không đầy đủ và địa hình núi non phức tạp. Hơn 360 người đã thiệt mạng trong các vụ rơi máy bay và trực thăng ở Nepal trong 24 năm qua. Liên minh châu Âu đã cấm các hãng hàng không Nepal hoạt động trong không phận của khối vì lý do an toàn. 100 người Philippines đầu tiên đến Nam Hàn theo chương trình thuê người giúp việc nước ngoài. Sáng ngày 6 tháng 8, có 100 người giúp việc từ Philippines sẽ đến sân bay quốc tế Incheon và bắt đầu chương trình thí điểm cung cấp người giúp việc nước ngoài ở tại Hán Thành. Chương trình để nhằm giảm bớt đi gánh nặng chăm sóc gia đình cho cư dân địa phương và cải thiện tỷ lệ sinh. Những người giúp việc đã hoàn tất hơn 780 giờ đào tạo ở tại Trung tâm Dạy nghề Philippines và sở hữu chứng chỉ của chính phủ Philippines. Họ cũng thông thạo tiếng Hàn ở mức cơ bản. Sau một tháng đào tạo chuyên môn ở Hán Thành thì họ sẽ được phân phối đến các gia đình ở thành phố. Mỗi người giúp việc sẽ làm việc 4 hoặc là 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần với mức lương là khoảng 9.5 Mỹ Kim cho 1 giờ. Dự án thí điểm kéo dài từ tháng 8 năm nay cho đến tháng 2 năm tới. Người dân Hán Thành có con dưới 12 tuổi hoặc là dự định sinh con thì có thể thuê người giúp việc qua ứng dụng là Replacement Housewife hoặc là Care Plus. Các gia đình đơn thân, đông con, có thu nhập thấp và phụ nữ mang thai thì sẽ được ưu tiên. Chính quyền Hán Thành và Bộ Lao động Nam Hàn cho biết chương trình để nhằm kiểm soát việc sử dụng lao động nước ngoài hợp pháp và giải quyết tình trạng bạo hành và chèn ép trước đây. Một cơ chế khiếu nại dân sự sẽ được thực hiện để giải quyết các xung đột giữa người giúp việc và gia chủ. Nắng nóng kỷ lục, Trung Quốc lo thiếu điện. Nhiệt độ cao kỷ lục đang bao trùm Thượng Hải và các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và An Huy của Trung Quốc với dự báo cho biết tình trạng này có thể kéo dài đến ngày 11 tháng 8. Để đối phó với tình trạng nắng nóng, thành phố Hàng Châu đã cấm tất cả các loại đèn chiếu sáng, cảnh quan không cần thiết và tạm dừng các chương trình biểu diễn ánh sáng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8. Hàng Châu, nơi có trụ sở của các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba và NetEase, ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C kể từ ngày 2 tháng 8. Nhu cầu điện gia tăng do điều hòa không khí hoạt động hết công suất đã đẩy tải trọng tối đa của lưới điện Thượng Hải lần đầu vượt quá 40 triệu kW. Thượng Hải cũng dẫn đầu cả nước về mật độ truyền tải điện, với khu vực Lục Gia Chủy tiêu thụ điện năng cao gấp đôi so với Manhattan và quận Ginza. Thành phố Hàng Châu đang thực thi các biện pháp để bảo đảm cung cấp điện cho các hệ thống chiếu sáng công cộng và bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm. Dự báo thời tiết cho biết năm 2024 là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử, bất chấp tác động làm mát của hiện tượng La Niña. Trung Quốc đã trải qua mùa xuân ấm nhất kể từ năm 1961 và tháng 5 nóng nhất cùng với nhiều tuần hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Nam Hàn và Nhật Bản đã ghi nhận ca tử vong do nắng nóng, nhưng Trung Quốc chưa công bố trường hợp tử vong nào liên quan đến tình trạng này. Ở tại Nam Hàn, mặc dù tỷ lệ tự tử cao hàng đầu trên thế giới, nhưng xu hướng vẫn tiếp tục tăng thêm. Tỷ lệ tự tử ở Nam Hàn vốn đã đứng đầu thế giới nhưng lại tiếp tục gia tăng, với số liệu mới nhất cho thấy là mức tăng đến 10% trong 5 tháng đầu năm nay. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi của Nam Hàn cho biết, tổng số ca tử vong do tự tử từ tháng 1 đến tháng 5 của năm nay là 6.375 ca, tăng 10.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Nam Hàn chỉ ra rằng áp lực xã hội, gánh nặng kinh tế cùng với các rối loạn tâm thần như là trầm cảm và lo âu, đặc biệt là sau đại dịch, đang đẩy tỷ lệ tự tử lên cao. Một yếu tố đáng lo ngại khác đó là hiệu ứng cánh bướm, là sự gia tăng ca tử vong do tự tử sau những vụ tự tử nổi tiếng. Nam Hàn vẫn giữ vị trí cao ở trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thuộc về Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Để đối phó với tình trạng này, chính phủ Nam Hàn và các tổ chức tư nhân đã tổ chức những cuộc họp mới đây để thảo luận về các biện pháp ứng phó. Chính phủ sẽ tập trung cho việc thúc đẩy thông điệp ngăn ngừa tự tử, cải thiện quy trình báo cáo,
thực thi giáo dục phòng chống tự tử và xác định các nhóm nguy cơ cao. Các tổ chức tư nhân cũng sẽ phối hợp với 7 giáo phái lớn để tổ chức các chương trình phòng chống tự tử, đặc biệt nhắm vào giới trẻ.